vẫn múa như bên nhảy à, em vẫn hát được mà, bên này em hát cũng được. 2 giờ 2000 em mà, 2000 hả? Thật luôn á hả? Hello Leo nhá, hello mọi người mới vào. Em chào anh Tô Tuấn Kiệt nhá, xin chào anh LP nhá, xin chào anh Đức Hy nhá. Hello anh đẹp trai khoai to, hello mọi người mới vào. Khởi động đi đã. Khởi động người trước đi Thảo, ok. Nói dối là tin tan vỡ mà. Cái gì? Đang nói gì á? Hello anh Đắc Hera. Chỉ toàn coi show đặc biệt của Thảo á. Thế hả? Show đặc biệt nào? Em show nhiều show đặc biệt lắm. Nhím nách nhăn. Nhím nách nhăn. Coi show nào? Em show nhiều show đặc biệt lắm. Khởi động bay đứng đại hả? Trời ơi, nay cô mặc váy chết rồi, chắc phải thay đồ quá à. Chắc phải thay đồ đúng không? Xin chào chồng yêu nhá. Mặc cái áo thì ghét á, sao mặc em thấy anh Đức đi. Ghét thế có tặng quà cho em không? Hả, ghét không tặng quà cho em hả? Khởi động bài, ok. Hello anh Đắc Hera. Xin chào chú Thắng, xin chào Khởi nhá. Thảo có nhảy không hay hát không á? Có chứ. Có chứ, phải không hát thì phải nhảy, không nhảy thì phải hát chứ. Fan Angel Thảo á, thật không? Fan gì mà chẳng lên ghế ngồi chơi gì cả, anh Đắc Hera này. Fan kiểu đó, chẳng lên ghế ngồi chơi gì cả. Shake that ass like you just hit the lotto. Work hard, that's the motto. Bitch, shake that ass like you just hit the lotto. Work hard, twerk hard, work hard, twerk hard, work hard, twerk, that's the motto. Bỏ váy ra luôn sợ gì á. Mấy ông phải có siêu xe cho em mới bỏ ra, chứ em bỏ ra với đuôi mắt hết. Sao Thảo không ngồi ghế đứng ngồi chân á? À, cái phòng show của em thiết kế để đứng á, không có phải để ngồi. Thiết kế cái phòng show của em là để đứng thế nào. Chứ mà em mà ngồi mọi người đâu có thấy em đâu, thế nào. Em mà ngồi là nó thấp như thế này nè. Đó mọi người có thấy em đâu. Em phải đứng á. Nhân 2 siêu xe cởi váy á, có 2 siêu xe thôi hả? Thôi 2 siêu xe ít lắm không chơi. 2 siêu xe ít lắm không chơi. Hôm nay nhảy hay hát á? Hôm nay hả? Nhảy hát cũng được, mọi người muốn nhảy hát. Hello anh yêu idol nhớ. Xin chào anh Bo. Xin chào anh Secret. Hello anh Dương Thắng. Hello anh Leo Leo. Xin chào anh Carl. Xin chào anh Shin nhớ. Xin chào anh Cúng. Hello anh Bóng Đen. Hello Cả Len. Cả Len vô cái nào á? Hello Cả Len nhá. Thấy tin nhắn của Kalem rồi, nhưng mà qua bên này mất tiêu rồi. 22 siêu xe, đúng rồi, 22 siêu xe mới lột váy. Bao nhiêu người góp là cũng được hết. Hôm nay cả tháng 4 em có kèo gì không á hả? Tháng 4 á hả? À đúng rồi ha. À, hôm nay là cả tháng 4 á mọi người. Cả tháng 4 á. Kèo gì đấy ta? Kiếm kèo gì đấy ta? Em chỉ sợ hả? Cả tháng 4 mà chơi kèo gì mà cứ quỵt em thì thôi luôn đi. Anh đi ngủ ấy, sao anh ngủ sớm thế? Anh ngủ sớm đấy. Có em cho ấy. 100 siêu xe lột đồ á hả? 100 siêu xe mặc bikini thôi chứ không lột đồ đâu. À lột cái này được, lột váy thì được. Nhưng mà chơi ở bên 69 thì được, chứ chơi bên này em ngại lắm. Bên này không phải là nơi hoạt động của em ý. Tự nhiên qua bên này chơi cái đó em ngại lắm. Chơi bên 69 thì được.
Leo áo ông đâu á, bên này là Dung hát mà, đâu phải Dung nhảy đâu anh Dark hay ra. Bên này là Dung tập 8 mà. Anh Leo đâu, à Leo đâu có áo bên này đâu. Kèo không anh em á, chơi kèo là phải chơi thật nhá, không có chuyện mà chơi mà kiểu như là quỳt em đâu nhá. Quỳt ông nào quỳt đi là ra khỏi lớp học cô giáo Thảo luôn đi, không vào cái này rồi á. Em bị quỳt vài lần rồi, sợ rồi. Không có quỳt cái vụ mà 1 tháng 4 đâu nhá, không có cái vụ đó đâu, nghỉ chơi á. Tôi nhớ ông có áo mà 1.000 đồng đồ á. Không cần phải 1.100 đô là được rồi. Sai địa bàn á. Là hero chứ hay ra biết. Tại vì cái tên á, cái tên có cái ký tự ấy á, thành ra đọc cứ đọc nhầm ngoài à. Bị đuổi học. Cái tư hero mà đọc là hero mà, em có đọc hay ra đâu. Hello mọi người mới vào, mọi người em còn 2 ghế trống, mọi người lên ghế ngồi chơi nhá. Còn 2 ghế trống, em chào anh Mạnh Cục Cưng nhá. Xin chào anh Dương Thắng. Xin chào anh Quán Nhi nhá. Xin chào Bim. Xin chào Tina Thanh nhá. Xin chào còn ai xin chào không ta? Hết rồi. Hello mọi người chung dung nhá. Em còn 2 ghế trống, mọi người lên ghế ngồi chơi nhá. Hay ra chơi đẹp không? Cô giáo này làm hư hết học sinh đó hả? Cô thấy học sinh của cô ai cũng ngoan hết á. Học cô xong là ra trường lấy vợ liền ngay lập tức luôn. Đó, không có ai hư cơ. Hello Sơn. Hôm nay cái má vẫn đánh yêu á. Trời, có hôm nào mà cái má nó không như thế này đâu. Cái má ông Thảo nó phính nào giờ mà có hôm nào nó không như thế này đâu. Hôn một cái đi Liêu. Hôn một cái đi. Cà Lê ơi, Cà Lê hôm nay có gì làm không? Hôm nay ông dậy lúc mấy giờ á Cà Lê? Get it, she pop it and drop it and only dancing for that pop it, shaking faster than an ostrich. I rock a socket buckle, bend it over, I'ma show you how a real nigga gon' do. Beat it down like a rumble, when I'm done, make you stumble. Damn, you go crazy, let me see them hips twirl. Put you on my shoulders, do some shit to make your toes curl. Earthquake drill, cause I'm gonna rock your world. Muốn béo bá hả? Tapping out legs, shaking like a snow globe. Had her on them crutches. Béo bá nhiều má nó tính ra á. Ngày xưa khi mà em còn nhỏ á, mọi người biết không, khi em 4 tuổi á, cái mặt của em nó không có tròn đâu. Mặt của em nó không có như này đâu. Mặt của em hồi đó là mặt dài. Mặt dài em coi lại hình em mới biết á. Mặt của em là mặt dài thòn à. Dài xuống như thế này nào. Đó. Cái xong rồi phụ huynh á, mày đi học á, phụ huynh người ta không nhéo má hoài rồi. Thấy má dễ thương á. Nè, nhéo hoài, thế là thành ra nó thành mặt tròn luôn. Lạ thật. Có vụ mà ngày xưa trước khi mà năm, trước khi em 5 tuổi mặt em dài lắm, tự nhiên lớn lên thành mặt tròn luôn. Thôi kệ, mặt tròn nhìn cho nó trẻ. 6 giờ dậy rồi á, không đi làm á. Không đi làm dậy sớm vậy hả? Ông tôi thấy ông 12 giờ, ông đã ngủ, à 11 giờ ngủ mà đúng không? Ờ à, đúng không? 11 giờ ngủ thì 6 giờ dậy là đúng rồi. Kèo á, kèo gì đây Đức Hy? Ủa? Đức Hy này là người khác hả? Hay là giống nhau? Anh Đức Hy, anh Đức Hy thì ông anh để cái tên đó á. Thế xong mỗi lần mà em coi bằng điện thoại em cứ thấy là chữ đi đằng trước, cái tên đi đằng sau. Tại vì chữ là đập á. Chữ là đập là chữ đi đằng trước, cái tên đi đằng sau á. Nhìn hay lắm nhá, các em cũng phải đổi như thế luôn, nhìn cho nó lạ. Cái lúc mà dùng điện thoại á, mình chát cái gì á, nó cũng kiểu chữ đi đằng trước, cái tên đi đằng sau, nhìn hay á. Ông chắc VIP á. Nào giờ em cứ tưởng là ông không VIP á. Xong rồi hôm bữa thấy đi ạ, các VIP 5 nào mà còn có cúp như chứ, em hết hồn luôn. Thôi nhờ. Mặt em như cái lon hả? Làm gì mà như cái lon? Mặt dài thôi, hồi trước 5 tuổi mặt dài thôi. Rồi miên man. Hắc hồi nào. Chào cô, hello Sơn siêu sao. Trời, buổi sáng cái giọng em như BD á. Mỗi lần ngủ dậy là giọng như BD, không biết hát nổi không. Mới thấy không VIP mà. Ăn uống gì chưa? Cô chưa. Cô mới ngủ dậy khi cô lên luôn. Cô lên cô ngắm mọi người, nhớ mọi người quá chịu không nổi phải lên ngắm. Nhìn cô sexy này, học sinh nào chịu nổi á, đứng xa ra rồi nè. Đứng xa ra cho bớt sexy rồi nè. Hôm nay cô mặc đồ kín mà. Tại vì mình show bên này mình không dám hở. Bên này không phải địa bàn của mình á, không dám mặc hở, phải mặc kín. Một phát VIP năm. Giống nhau á. Tuần sau đưa cái má con bé đây á, để hôn hay để làm gì? Ừ. Hết hồn. Đấy không VIP đi Đức ha. Thôi nhảy đi á.
Nhảy hả? Muốn nhảy hả? Muốn nhảy hay là hát đây? Em bây giờ thực ra thế nào cũng khó xem hết. Tại vì em mới ngủ dậy, cơ thể nó chưa có nóng, nhảy cũng mệt. Mà em mới ngủ dậy cái giọng của em nó như BD á, hát cũng khó nữa. Cái nào cũng khó xem hết. Thôi hát một bài ha. Hát một bài xong mình nhảy nhá. Một phát cái Đức lên VIP màu tím á. Chắc đây là ác chính của anh Đức á. Anh Đức nào giờ đi ác lon này, em tưởng là ác kia. Anh đi ác nào chẳng được. Anh Đức ơi, anh ác này của anh chưa có ngồi trên ghế của em nè, anh lên ghế ngồi chơi nào, anh lên ghế ngồi chơi nào. Cái này được, để học từ Đức mới được. Ờ đúng rồi, ông để cái tên nhìn rất là độc luôn, cái tên chữ. Ủa sao nhạc nó mất tiêu rồi? Mọi người muốn nghe thử là nhạc gì đây? Ủa? Cho em tí nhá. Ông để cái tên rất là độc luôn. Ông để cái tên mà làm cho coi bằng điện thoại nhá. Coi bằng điện thoại là thấy cứ cứ cái chữ trước cái tên sau. Thế nói chuyện thôi á. Thế nào cũng được hết đấy. Muốn thế nào cũng được. Tại vì bên này tôi không có bắt buộc phải nhảy á. Nên muốn thế nào cũng được. Muốn nhảy nhà hát thì nói chuyện thì cũng được hết đấy. Bên này không bắt buộc á. Chiều nay hay đó Đức. Chiều này hay đó Đức. Ờ nhìn hay lắm. Tại vì cái chữ Ả Rập á, chữ hay á. Nhìn bằng điện thoại rồi, có điện thoại á. Nào đấy cứ tắt. Ủa sao cái ông này lại có đặc quyền sát chữ trước rồi tên sau nhỉ? Xong rồi sau đó nhìn lại cái tên. À thì ra cái tên chữ Ả Rập mà. Chữ Ả Rập mỗi lần mà để chữ Ả Rập là nó sẽ thành ngược lại như thế. Để em cũng thay đổi lại cái tên của em luôn quá. Hát đi cô hả? Ok. Thì hôn thì sao vậy? Em có nghe không? Anh còn đi ngủ á? Có nhá. Mà bây giờ 12 giờ hơn anh ngủ gì giờ này nữa? Một tính em ngày nhá. Rốc hả? Muốn nghe rốc hả? Cả lên 88 mà sao nhảy á? Không có nhảy thì em hát. Cả hát cả nhảy luôn. Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu hả? Đoán thử xem. Đoán thử xem. Cho tôi mượn bản quyền của ông nhé kìa. Các kia 2000 xu là VIP 1 rồi. Vậy hả? Thấy anh up 2000 xu luôn đi anh Đức. Cho em với. Cho em với. Ăn này bây giờ của em đang còn 3 ghế trống nhờ. Nhảy 18 cộng đi hả? Nhảy đi á. Thôi hát một bài đã rồi nhảy nhá. Tại vì bên này là Zoom hát mà. Cũng phải hát một bài chứ. Trời ơi, những sao 1269. Phòng 2 của cô chỉ có 59 thôi, đó là 69. Mấy sao vậy? Trời ơi. 86, 69, 84 á. Sai rồi. Không thể nào mà khác nhiều như thế được. Vòng 2 là 59, còn vòng 3 là 93 nhá. Trời ơi. Ác kia có ghế rồi hả? Nhưng mà ác này chưa có ghế nè. Cười cái gì á các em? Không nhảy hả hả? Biết hồi nhảy nhá, chút nữa cô nhảy. Cô hát một bài xong rồi một chút nữa cô nhảy nhá. Cái gì vòng 3 nhân 1000 là sao? Không nhìn rõ vòng 2 vòng 3 hả? Ủa, thế hôm nay mới bắt đầu xem cô giáo Thảo hả? Hôm nay mới xem cô giáo Thảo hay sao? Nhảy đi á hả? Thôi hát một bài đó rồi nhảy. Bên này tôi đâu có bắt buộc phải nhảy đâu. Hát bài gì bây giờ? Lâu lâu được bữa hát karaoke phải tuân thủ chứ. Bên kia đâu có cho hát đâu. Bên Dung hát, Dung Dung nhảy đâu có cho hát đâu. Lâu lâu được bữa hát karaoke mà. Ơi. Hát em hát xong rồi em nhảy nhá, hát xong một bài em nhảy nhá.
Cảm ơn anh Đào Văn Thanh nhá. Vẫn là tôi vẫn còn dưới đây, trầm trọng mãi không ngủ, tự trách bản thân cố gắng bao nhiêu, tất cả vẫn không đủ, không thể nắm lấy đôi bàn tay đó. Sự thật không chút bỏ, cứ ung dung vừa tồn tại thiên bình là anh là cơn gió. Gió không bao giờ dừng chân vì bất kỳ một ai cả, và gió có thể thổi tan bao nhiêu ký ức vỡ trôi thật xa. Gió hay cười, gió hay vui, cùng những nỗi buồn ở trong lòng. Gió phải chấp nhận vị trí cô đơn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống. Hãy để tôi tan vào cơn gió, đi theo tiếng gọi của tim mình. Nếu lần này tôi lại vấp ngã, ở đâu cho tôi được lòng tin? Tôi nhớ nụ cười, khuôn mặt đó, dù chỉ gặp trong một lần, kể cả trong mơ đôi tay vào tôi đưa cũng chẳng mong dám lại gần. Và cứ chỉ để gọi tên, nơi ngắn gọn mới hôm qua, trái tim vẫn còn lỗi nhịp và bỏ rào cản khoảng cách kia xa. Nhưng mà giờ đây chỉ còn mình tôi, lang thang vẫn đi nhặt nhặt từng lời hứa, từng mảnh vỡ đang tan ra ngay trước mắt. Buồn vì ai chứ buồn vì anh hả? Bao nhiêu đêm sao đến sẽ giọt nước mắt mặt chết trên môi. Chấp nhận buông tay đâu phải dễ, cứ mỗi đêm lại chèm gói thuốc nơi lấp lạnh ở biển xanh. Hét thật to rồi khóc cho đã, cảm nhận ngực trời sau gió lạnh. Thả tự do cho anh rồi, muốn hỏi là anh có vui không? Không còn ai làm phiền mỗi ngày, tự hỏi là anh có buồn không? Dòng tin nhắn vẫn còn ở đó, tin nhắn bạ vẫn như cũ, là chồng yêu kèm thêm trái tim. Tại sao không đổi hả con khùng? Dành ra tôi cứ dành cho ai? Chắc không phải là mày đâu. Nếu hạnh phúc mà anh đã chọn là đúng thì em đi chấp nhận đâu. Yêu làm chi một cơn gió từng đổi ngang qua đời mình, chứ anh sẽ không muốn nghe em rác nữa đâu, phải không hả người yêu? Cảm ơn cả em. Cảm ơn cả em nhá. Hôm nay bán kem cho ai? Hôm nay bán kem cho ai đầu tiên á? Hát hay quá, cảm ơn Khói nhá. Nhỏ nhạc lại chút hả? Ok chưa? Rap hay, em cảm ơn Võ Tấn Thanh. Hay ra đâu kìa. Hello anh vô danh nhá. Ao sớm nấu ăn hả? Mấy giờ này hả Leo? Mấy giờ hả Leo? Mấy giờ em? Bài đó để nghe thử nhá. 12:30 hả? Ok Leo. Thế có quay không? Để treo máy quay đi. Để treo máy quay đi. Nhưng mà tất cả cũng cho phép khi vẫn khóc cùng với một người và gia đình đó hạn hẹp. Chúc anh hạnh phúc ở bên ai đó vì hôn thê của người ta. Thời gian ngắn ngủi nhưng mà thật sự em cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì tất cả. Hay dữ á. Cảm ơn anh mày thời hay không nhá. Nhảy nhá. Nhảy hay là hát đây? Nhảy hay là hát đây? Nhảy hả? Ok. Thế nhảy một bài xong rồi à? Nhảy xong rồi hát nhá. Xin kệ nhá. À thôi được rồi, bây giờ thế này đi. Thay vì em nhảy thì thôi em chỉ tập thôi nhá. Tại vì ở bên này em không có yêu cầu phải nhảy ấy. Thành ra là em sẽ tranh thủ em tập. Trong thời gian này em tập nhá. Được không? Xin chào Đông Tây Tua. Quẩy cho khởi động người á. Ok. Nhảy đi, anh thích em nhảy hơn hả? Ok. Thích cái nào cũng được, em chiều mọi người. Cảm ơn Cà Lem. Cà Lem ơi, hôm nay Cà Lem bán kem cho ai đầu tiên? Tôi sẽ cầu cho hôm nay Cà Lem bị ế để quăng hết kem cho tôi. Tối nay em có show lúc 10 giờ tối nha mọi người.
chắc là cà lem chỉ bán đến giờ đó thôi đúng không? Cà lem đâu có bán thêm nữa đâu, đúng không? Cà lem thường là đi bán đến mấy giờ á? À, tôi cầu cho cà lem bị ế, quá hết kem cho tôi. Bớt đi cái đầu ông ấy, đồ đáng ghét này. Đồ đáng ghét. 5 giờ nghỉ á? Ôi mừng quá. Mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Tôi muốn cả lem nghỉ sớm, bán ế là lợi ế để bán hết kem cho tôi. Bốn giờ 59 hết kem rồi đó. Trời ơi, sao mà biết được, không ai mua thì còn ế chứ, sao mà biết được. Không quan trọng là ông có bán không thôi đúng không? Ông không bán thì không ai mua đâu. Nhảy đi, ok, nhảy bây giờ đi. Cà lem nghĩa là kem đúng rồi. Cà lem là kem mà. Anh Đỗ Trọng Nghĩa không biết hả? Cà lem là từ nghĩa là kem mà. 10 giờ tới khuya với em á hả? 10 giờ đến 11 giờ, em cho 10 giờ đến 11 giờ nhá. Đúng rồi, sao thế Leo? Nghe bài gì ta? Bài gì rồi cà lem phải bán tới 12 giờ khuya không có đâu. 11 giờ thôi chứ Leo. Thảo sau 10 giờ tối thì ông chỉ bán đến 11 giờ thôi, làm gì bán 12 giờ, buồn cười. Tối ăn kem đâu họng họ. Không chịu đâu. Tôi nghỉ chơi bây giờ á. Này kỳ cục vừa thôi nhá, tổ đáng hết này. Thêm clip show nữa. Suốt ngày quay clip show mình thôi. Anh Đức Hy để đi đâu về để anh Đức Hy đi đâu về? Ôi thế ác này anh không nên để ngồi chơi hả? Em còn mấy cái trống kia. Em còn 5 cái trống lận kia. Xin chào mọi người mới vào. Xin chào anh Hani nhá. Xin chào anh Cậu Ấm nhá. Em chào những người mới vào nhá. Vừa đi dạo hả? Anh Châu Tuấn Kiệt ơi, hôm nay anh Châu Tuấn Kiệt ít nói im lặng đấy. Đi dạo hả? Thế hả? Thôi ngồi đi chơi với em đi. Đi dạo làm gì nữa? Ngồi chơi với em. Nhảy nha. Nhảy bài nhẹ nhàng đi, khởi động nha. Em chào anh Bình, đây là Dung Hát. Em qua Dung Hát rồi anh Bình ơi, em qua cả tháng nay lâu rồi. Nhưng mà lâu lâu mấy show bên này á, anh Bình không biết á. Mà nãy em hát một bài rồi, bây giờ mấy ông kêu em nhảy bài. Em định hát tiếp mà mấy ông kêu em nhảy một bài. Nhảy bài nhá, xong rồi em sẽ hát nhá. Tưởng thẳng ngồi hát, em hát rồi mà. Em vừa hát xong á. Em vừa hát xong á anh Bình. Xin chào anh Nguyễn Vây Hùng của cô giáo Thảo nhá. Anh Bình ơi. Nghĩ sao mà tặng cho em có hả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cây chưa được 10 cây nữa. Trời ơi. Diễn tốt được 9 cây hả? Sao có 9 cây? Thôi được rồi, nhảy hồi nãy yêu cầu mấy ông kia yêu cầu nhảy em nhảy một bài đã. Rồi hát nhá. 9,5 á. Tại vì có nửa cây đâu, gì có nửa cái kẹo đâu. Anh Đức Huy cười cái gì á? Châu Tuấn Kiệt ít nói vì bị ăn to rồi á. Nhảy đi em, ok. Em nhảy một bài thôi nhá. Em nhảy một bài thôi, còn lại là em hát nhá. Chứ tại vì Dung này không phải Dung nhảy đâu, Dung này Dung hát á. Em nhảy một bài thôi, còn lại là em hát á. Có khi nào Bình lên 100 cây con bé vẫn thứ không ta hả? Đúng rồi. Ông có lên 1000 cây Thảo vẫn
Đó. Ông cứ lên 1000 cây thì mình vẫn thế. Bỏ áo ngoài thêm 1 cây á. Trời ơi, anh Đức Huy nghĩ sao mà bỏ áo ngoài mà thêm có 1 cây thế á. Leo có bài hát gì hay không? Hả Leo? Bài gì hay không? Nó không lên thêm đâu mà kéo hả? Nó cứ tuột hoài à. Cứ tuột hoài em phải kéo lên. Nhảy đi rồi hát á. Ok. Hello anh TH nhá, cởi ra đi á, cởi ra mọi người đôi mắt thì sao mà cô chịu trách nhiệm được, đôi mắt làm sao mà coi cô được nữa. Cái gì 1m52? Em mà 1m52 hả? Em cao gần 1m7 á. Ào vậy hả? Ừ em dùng thật phân thân nhá. Phân thân, phân thân. I fancy you.
멈췄어 널 본 순간에 같은 목적을 가졌어 우린 오늘 밤에 yeah, yeah, yeah. 너와 눈이 마주친 순간 너와 눈이 마주친 순간 I fancy you I fancy you váy ấy quá, váy bất tiện quá. Váy khó nhỉ quá. Này cái solo hàng nó lại còn váy ngắn nữa. Nó chung huyện nhá. Con gì đang chân dung à? Hãy thoát ra khỏi đây trước khi bị bắn. Ờ. Cảm ơn đã nói thoát ra khỏi đây trước khi bị bắn rồi. Không chịu thoát là gì? Bắn đáng chịu. 고생 많이 했어 이번 주말에는 떠나자 어디든 일단 눈 감아 내 팔에 기댔어 너만 담아 오늘은 편하게 내게 Hello 안 선생 Hello 안 남녀 겁먹지 마 이 감이 우릴 환하게 반겨주네 Hello 안 컷팅 nhá 안 컷팅 cười cái gì á Hát chưa? Hát đi Nãy em mới khởi động thôi, bây giờ hát đi Thế là anh đọc bút một mình nhá Cà Lem ơi, Cà Lem Chết mẹ mày đi á Ờ, nói chuyện mà không suy nghĩ Nhưng những thành phần nói chuyện mà không suy nghĩ là em ban thằng cổ Bình thường á, giám sát viên sẽ khóa chat, khóa mỏ Nhưng mà nếu mà giám sát viên không đụng vào lấy em mà đụng vào lấy em ban liền Không có, em không có khóa mỏ đâu, em chỉ có ban thôi Cô giáo thảo là họ phải nghiêm khắc thì học trò mới học được chứ đúng không? Bố cột á, bố cột hôm nay cô mặc váy sao bố cột được Đấy cô mặc váy Cô gái 1m52 á Em cao gần 1m7 1m52 đô ra Cái cam ở trên này nó cao xuống thấp lắm Nhìn chân ngắn Hát một bài đây Giáp em ơi á Giáp hả? Ok Giảm chuẩn quá cô ơi Cảm ơn đặt nguyện nhá nhạc còn lớn hơn mic không mọi người hay là vừa rồi cả lên sao để cái mặt sợ sệt thế hả sao mà mặt sợ sệt thế kia Baby Production có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi muốn nhìn lại và đứng trước gương mà nếu em có bằng lĩnh đi tiếp thì có lẽ em cũng khiêm nhường với con đường đó có phải không bảo lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo cũng do ngốc mà thôi đã biết là cho không nhận lại tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ và nói dai cũng có lúc em bị trầm cảm người và cuốn sốc như vô hình một người em quên cướp ăn đi mất liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không hai xem đó là trò đùa cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong nhận thức em từng hứa ở nơi lời hứa mà em từng hứa với anh hôm nay là dư thừa thì anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa vẫn biết rằng em tốt với anh nhưng anh lại yêu một người khác từng yêu tam giác là ba mũi dao biết như vậy mà vẫn đổi chết sao có thể ứng cho em khùng và chia tay em trong dứt khoát em sẽ cấm anh làm em đau tạo bước kim anh trong thể xác là em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em đối với tư cách là người đi chia giá trị của em vẫn mất một lần
Em sớm ăn cơm sơ sẩm, ai chắc hơn những gì em làm vì anh chưa hiểu được hết cái nghiệp là người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm ơn rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, cũng sẽ cảm ơn nghe từ cấm kia không còn là người ấy. Em cảm ơn nói yêu em khi đang trong lòng có người khác, và em cảm ơn nhìn vào em bằng đôi mắt đi không còn cảnh giác. Em cảm ơn đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ bên em, đôi với tư cách một người đi trước giá trị của em cũng hơn một lần. Em cảm ơn cơn sâu sắn ai thắc hơn những chuyện em làm vì anh chưa hiểu được hết cái nghề một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm ơn rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, cũng sẽ cảm ơn nghe từ cấm kia không còn là người ấy. Em cảm ơn hay thức khuya đã lên nhân vào 2 giờ sáng, biết sức khỏe anh không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Em cảm ơn đi về đêm khi đã em chết. Anh quên đi vì em làm nếu nó bảo kể cơm rồi anh sẽ nói là anh không biết tại sao em làm lại còn dài dòng. Về nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu cần quan trọng, nó đâu phải chỉ trong vài lần cảm nhận nhẹ để anh vui thôi. Nói sao thì chị cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không để tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi. Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm, mà chú vẫn biết là bảy phần thừa. Có phải món ăn anh tự tay làm bên trong chứ còn không cần chú cảm thấy cấm anh quá đủ rồi. Lần này em cấm bản thân em cấm em không để cười nếu như ngày mai không còn bên cạnh. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong lòng với người khác, và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảnh giác. Em cảm ơn đi bên đó mà lúc nào cũng nghĩ đến em, đối với tư cách một người đi trước giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm ơn đơn sơ sẩm ai cũng hơn những việc em làm vì anh chưa hiểu được hết khởi niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm ơn rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, cũng sẽ cảm ơn nghe từ cảm khen không còn là người ấy. Em cảm ơn nói yêu em khi đang trong lòng có người khác, và em cảm ơn nhìn vào em bằng đôi mắt đi không còn cảm giác. Em cảm ơn tư đơn nhỏ mà lúc nào cũng nghĩ đến em, đối với tư cách một người đi trước giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm ơn em sơ sẩm ai cũng hơn những gì em làm vì anh chưa hiểu được hết cái niềm phụ một người phụ nữ cực phải quan tâm. Em cảm ơn rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, cũng sẽ cảm ơn nghe tình cảm khi em không còn là người ấy. Em cảm ơn hơn xưa em với ai thực sự chỉ thực tế với giả tạo suy nghĩ tự sơn anh tình gì. Em cảm khi gặp em anh quay mặt rồi nói khác tại sao không nhìn sự con dối vô tâm anh đã tạo. Em cảm ơn anh luôn nhận rằng ở kia có hơn em người chín bảy kẻ hy sinh để lấy tư cách nhiều sao sánh. Nói như vậy và rõ ràng tập công thừa cũng chẳng thử, vì vậy em cảm anh nói với em rằng anh chẳng hiểu. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi muốn dừng lại và đứng trước gương, vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn kim đường cuối con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà tôi đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói ra. Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người em quên cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh. Baby Production. Cho hai cốc nước mía cho idol á. Ở trên này đâu có nước mía đâu. Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn Nguyễn Quyết nhá. Cô ơi cô nghe nè. Hết mẹ hơi hả? Ờ em mới nhảy xong em không có hơi. Mới nhảy xong hết cái thở, hết cả hơi rồi. Tại vì vừa mới nhảy xong ý. Hết cả hơi. Xin chào Nguyễn Phương Thảo. Xin chào ăn mày. Xin chào Nguyễn Tấn Tài nhá. Sang Hàn Quốc chơi chung với em đi hả? Ai? Sura đang ở Hàn Quốc hả? Cô sang Hàn Quốc rồi, cô đi Hàn Quốc rồi. Anh Đức Hy lại mới đi đâu về hả? Hello mọi người mới ra không? Nhảy hả? Nhảy một bài nhá. Sợ mọi người ra đi hết cái gì ông cả lên này, ông có tin về lớp tôi. Tiếp phạt, nộp phạt không hả ông cả lên? Tôi lọc ở trên rồi nhá, ông nói xấu tôi bên trên nhá. Ông có tin về lớp học cô giáo Thảo tôi bắt ông đọc nộp phạt không? Đồ đáng ghét này. Đáng ghét thực sự. Quá đáng lắm luôn á. BSNL hả? Muốn nhảy với BSNL hả? Hay là muốn hát? Ừ. Nó bảo là Thảo giáp thì được, hát thì ba chấm hả? Ô, thế tôi hát dằn mặt mấy ông luôn. Ghét rồi, tôi hát dằn mặt cho mà coi. Hát bài gì bây giờ? Nhảy đi đừng hát hả? Ok, hát xong một bài nhảy nhá. Hát xong bài nhảy. Mọi người ai muốn xem nhảy thì 10 giờ tối nay Zoom 69 nhá. 10 giờ tối nay Zoom 69.
Tôi hát một bài dằn mặt mấy ông luôn, mấy ông dám chê tôi. Giáp thì được, hát thì dở á. Ông nào nói đấy, ông cà lem đúng không? Ok, tối nay về lớp ông liệu hồn với tôi. Bắt nộp phạt cho mà coi, ông có tin không? BSNL á, anh muốn em hát hay là muốn nhảy bài đó? Ai kêu dở chi á? Đó, dám bôi bác đúng không? Ok, biết thế mình hát cho mà nghe luôn. Hát cho nó dằn mặt luôn. Ráng mà nghe đi. Ráng mà nghe đi. Bực mình rồi. Dám chọc cô giáo Thảo bực mình đúng không? Tôi bắt nộp phạt thì đừng có mà ngồi đó mà khóc. Hát nhạc nước ngoài hay nhạc Việt? Muốn nhạc nào? Nhạc nước ngoài hay nhạc Việt? Hay nhạc nước ngoài nhá. Nhạc nước ngoài nhá. Em sẽ hát thử bài em rất là ít khi hát luôn. Cái bài này em ít khi hát. Dằn mặt mà. Bởi vì hát dằn mặt cho nên phải hát thử mấy bài mà ít khi mình hát á. Mọi người xem em có cái nhạc có lớn hơn tiếng không? Hello Vân, Vân đâu? Vân đâu? Things in black and white.
blame. Lie awake and pray that you look my way. I have worn this longing in my heart. I knew it right from the start. Đếm ngược cái gì? Mấy ông không muốn nhìn thấy tôi đúng không? Đúng không? Cố lên cái đầu ấy, đồ đã ghét quá đáng lắm luôn ý. Cảm ơn anh Liêu Po. Cảm ơn anh Liêu Po. Thôi hát tiếng Việt, ghét rồi hát tiếng Việt đây. Đúng rồi mà, đúng rồi cái gì? Mấy ông không muốn nhìn thấy tôi đúng không? Tội đáng ghét. Em cảm ơn anh Liêu Po nhá. Cái tội không nhảy BSNL hả? Ok, thấy nhảy BSNL nhá. BSNL 3. Em mới nghe 2 thì em chưa nghe 3. Ôi, cái này, cái 2 hay hơn. Ý em nói là gì mà ý em nói là sao đúng không? Em thấy cái 2 vẫn hay hơn. Cái bài này giống như kiểu là ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là bên cạnh em giờ đây đã có thằng nào? Ý em nói là gì mà ý em nói là sao? Ý em nói là tiếng của anh giờ đây đã nhói bánh lại lên cô à. Thật lòng anh chẳng muốn. 10 giờ tối nay nhá. 10 giờ tối nay Dung nhảy. 10 giờ tối nay Dung 69 nhá. Người ta trao. Thật lòng anh chẳng muốn. Còn thô đá đó sợ luôn thôi đi. Em tính nhảy nhưng mà không kịp nhảy rồi. Anh cứ thi ơi. Em cảm ơn anh Lưu Bò. Sao anh không biết nhạc tên sao anh yêu. Anh để tên Lưu Bò. Thực ra mình phải nói tiếng Hàn. Tâm hồn em già cỗi. Em biết nói tiếng Hàn á. Em biết cả tiếng Anh cả tiếng Hàn. Hát một bài tiếng Hàn đi. Đúng rồi. Hát một bài tiếng Hàn. Tại sao em không còn đi học. Hát một bài tiếng Hàn đi. Idol mà sao mà lên thì nói em nhá. Tại vì cái màn hình của em bị che mất rồi. Cái khung lát nó che mất rồi. Nay có show không hả? Có. 10 giờ tối thôi chị. Happy New Year rồi gì? 뒤늦게 내린 인적들은 참 거장이 오늘따라 씁쓸해 보여서 그냥 눈물이 났어 그렇게 한참을 걸었어 믿기만 했던 네가 새삼스레 그리웠어 em chào nhạc thử quay đầu. Ai đồ sau lên chưa mọi người nhắn xem nhớ. Thôi được rồi thôi được rồi thôi I'm not going to be able to do it.
없어질 거야 시간이 지나가면 웃음을 추억할 수 있겠지 시간이 약이란 흔한 말 말고도 확실한 말 말고도 네게 말을 해줘 내게 봤던 것보다 더 이상한 걸 받을 수 있어 넌 여전히 아름다워 Thôi được rồi, trong lúc chờ idol sau em sẽ nhảy tặng mọi người, quên nhầm, đã tặng một bài mọi người một bài nữa. Chào anh Minh Trí nhá, em cảm ơn anh Minh Trí. Thôi được rồi, không hành hạ mấy ông nữa. Nhưng mà bây giờ em cũng không nhảy được đâu. Tại bây giờ nhảy mà idol sau lên em không có nhìn thấy. Nên em sẽ tranh thủ em hát một bài trong lúc chờ idol sau nhá. Mic có bị rè không? Thu Thảo tên hay ghê á, em cảm ơn anh Minh Trí. Bắt heo cái đầu ông ấy ở đâu bắt heo ước có vợ như Thảo á tại sao ước có vợ như em em nhõng nhẽo lắm người yêu em là nhõng nhẽo lắm may làm ế á chiều hôm ấy em nói với anh giờ mình không nên gặp nhau nữa người ơi anh đâu biết em đau thế nào khoảnh lặng phủ kín căn phòng ấy tim em như thắt lại và mong đó chỉ là mơ vì em còn yêu anh rất nhiều dần buồn làm nhẹ đi giông kèm anh hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia em không cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình Khoai ơi, ông có tin là tôi khóa mỏ ông không? Hả? Ông có tin không? Tôi cho một phát khóa mỏ gầm miệng luôn bây giờ ở đó mà ngồi nói. Thời gian qua chúng ta lựa sống tốt hơn anh cứ mãi dối ngờ nhìn người mình thương hơn nhòe mi cay khiến tim này càng đánh đỡ người từng khiến em thay đổi là anh đã nói xa rồi thời gian mất em lại kia xa người nào thôi rồi bài hát đây tôi cứ hành hạ với ông mỗi bài một đoạn như thế xin chào anh họ Phạm Trai nhá xin chào Kike Sa Sinh Nghi Ramen Nanu tên dài thế trời ơi Ba khứt khỏi à Cứ kể xa cái chữ tiếng Hàn ở trên này đọc nhỏ xíu à, em đọc không có được. Em biết tiếng Hàn đấy nhá, nhưng mà chữ tiếng Hàn ở trên này nhỏ lắm, đọc không có được. Cứ kể xa Xa xe nghi ra miền Nói nên nói Ba khứt khỏi à Nói đúng rồi thì hỏi mọi người ở đây xem ủng hộ quá Thôi nhá, mọi người đừng dìm hàng em nữa, em buồn đó. Mọi người dìm hàng em buồn đó. Cứ dùng dìm hàng em ngoài được không phim á? Lên chưa? Idol lên chưa? Idol sau lên chưa? Chưa ai bao giờ mình lại mong idol sau luôn. Thôi Leo, được rồi Leo. Đâu, idol đâu? Ok. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người 10 giờ tối nay Dung 69 nhá.